chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái kỹ thuật quy hoạch động. Thế thì cái kỹ thuật quy hoạch động là một trong những cái kỹ thuật giúp chúng ta thiết kế những chương trình mà có thời gian thực hiện nó rất là tốt, rất hiệu quả. Và đây cũng là một cái kỹ thuật để có thể giúp chúng ta giải các cái bài toán tối ưu tổ hợp. Về nội dung của cái kỹ thuật quy hoạch động thì có thể nói là như sau. Thế thì chúng ta thường có một số cái thuật toán để quy, và trong các cái thuật toán đó, một số thuật toán đó thì có những cái bài toán con bị giải đi giải lại nhiều lần. Và cái việc đó làm cho thời gian thực hiện chương trình nó rất là lớn. Thế thì để giải quyết vấn đề, người ta thường mỗi bài toán con chỉ giải một lần và lưu trữ cái kết quả của bài toán con vào trong những cái biến, sau đó sẽ sử dụng lại kết quả đã được lưu trữ mà không cần phải giải lại bài toán con. Thì việc làm đó là để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên có những cái bài toán mà cái số bài toán con nó rất là lớn, cho nên thay vì chúng ta sử dụng một số cái biến để lưu trữ kết quả bài toán con thì chúng ta phải sử dụng một mảng, ta gọi đây là một cái bảng, thông thường sẽ là cái mảng hai chiều để lưu trữ kết quả các cái bài toán con. Vì vậy nói chung thì cái kỹ thuật quy hoạch động bao gồm hai bước. Bước thứ nhất là tạo bảng. Đấy, thì tạo bảng bằng cách là chúng ta sẽ gán trị cho một số ô nào đó, tức là có những giá trị cụ thể được biết trước, và sau đó thì gán trị cho các cái ô khác nhờ vào giá trị của các cái ô đã được gán trước đó. Về kết quả của bài toán ban đầu cũng có thể nó là đã nằm trong cái bảng này rồi, cho nên cái bước thứ hai là chúng ta sẽ tra bảng để mà xác định cái kết quả của bài toán cần tìm. Cái ưu điểm của cái phương pháp quy hoạch động đó là chương trình thực hiện nhanh. Đây là một cái ưu điểm rất nổi bật. Cái thứ hai là quy hoạch động có thể vận dụng để giải được các cái bài toán mà có công thức truy hồi, và cũng có thể vận dụng để giải các cái bài toán tối ưu tổ hợp. Quy hoạch động sẽ không thực hiện được nếu như không tìm được công thức truy hồi, hoặc là số lượng các cái bài toán con quá lớn mà không chúng ta lưu trữ không được, hoặc là cái sự kết hợp các cái lời giải không cho chúng ta cái lời giải của bài toán ban đầu. Bây giờ tôi xin giới thiệu một cái bài toán cũng rất là quen thuộc, đó là cái bài toán tính số tổ hợp chập k của n. Thì tính số tổ hợp chập k của n nếu công thức theo định nghĩa nó sẽ là bằng n giai thừa trên k giai thừa nhân với n trừ k giai thừa. Còn đây ta giới thiệu một công thức gọi là công thức truy hồi. Số tổ hợp chập k của n sẽ bằng 1 nếu k bằng 0 hoặc k bằng n, và sẽ bằng tổ hợp chập k trừ 1 của n trừ 1 cộng với tổ hợp chập k của n. Với công thức truy hồi này thì chúng ta có thể dễ dàng viết một cái hàm đề quy để tính số tổ hợp chập k của n như sau. Tên hàm chúng ta là combination, nhận vào n và k là những cái số tham số nguyên, và trả về chúng ta một số nguyên là số tổ hợp chập k của n. Theo công thức truy hồi thì nếu k bằng 0 hoặc k bằng n thì nó trả về là số 1. Còn nếu không thì nó sẽ trả về số tổ hợp chập k trừ 1 của n trừ 1 cộng với số tổ hợp chập k của n. Thì ta thấy chương trình này là hết sức đơn giản. Tuy nhiên đánh giá về cái thuật toán này thì chúng ta thấy nó độ phức tạp sẽ như thế nào. Nếu ta gọi tn là thời gian để tính số tổ hợp chập k của n thì tn trừ 1 sẽ là thời gian để tính số tổ hợp chập y nào đó của n trừ 1. Như vậy chúng ta sẽ để quy theo n
khi n bằng 1 thì k bằng 0 hoặc k bằng 1, tức là bằng n. Bởi vì trong việc tính số tổ hợp chập k của n thì k luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ thu hoặc bằng n. Cho nên trong trường hợp n bằng 1 thì hoặc là k bằng 0 hoặc là k bằng 1, tức là bằng n. Và trong cả hai trường hợp đó thì chương trình đều trả về số 1. Thời gian của cái lệnh return này nó là O1, tức là một hàng thời gian C1 nào đó. Khi n lớn hơn 1, khi n lớn hơn 1 thì trong trường hợp tốt nhất tức là k bằng 0 hoặc k bằng n. Nhưng mà trong trường hợp xấu nhất tức là k lớn hơn 0 và nhỏ thu n, thì chương trình phải gọi đề quy để tính cái số tổ hợp chập k của n trừ 1 và tính tổ hợp chập k trừ 1 của n trừ 1. Mỗi một cái lần gọi đề quy như thế này thì nó sẽ tốn một cái khoảng thời gian là tn trừ 1. Do đó gọi đề quy 2 lần thì chúng ta sẽ tốn 2 tn trừ 1. Ngoài ra chúng ta còn phải thực hiện cái phép cộng kết quả của hai cái tính tổ hợp này và trả cái kết quả của phép cộng về, thì thời gian đó là một cái hàng ta gọi là C2. Phối hợp các cái điều phân tích ở trên thì chúng ta được cái phương trình đề quy như sau: T1 bằng C1 và TN bằng 2TN trừ 1 cộng với C2. Chúng ta dễ dàng giải cái phương trình đề quy này bằng phương pháp truy hồi và được kết quả đó là O2 mũ N. Thì đây là một cái độ phức tạp thời gian dạng hàm mũ, cho nên nó rất là lớn. Khi ta thấy khi N mà tăng lên 1 thì cái độ phức tạp này sẽ tăng gấp đôi. Tại sao mà chương trình thì đơn giản nhưng độ phức tạp nó lại lớn như thế? Thì chúng ta có thể thông qua cái sơ đồ mà gọi thực hiện đề quy để tính số tổ hợp chập 2 của 4, thì chúng ta có thể nhận thấy, chúng ta có thể thấy được cái điều đó, lý giải cái điều đó. Ta thấy rằng là để tính số tổ hợp chập 2 của 4, tức là k bằng 2 và n bằng 4, thì do k lớn hơn 0 và nhỏ thua n, cho nên chúng ta phải tính số tổ hợp chập 1 của 3 rồi cộng với số tổ hợp chập 2 của 3 thì mới xác định được số tổ hợp chập 2 của 4. Thế và để tính số tổ hợp chập 1 của 3, chúng ta lại phải tính số tổ hợp chập 0 của 2 cộng với số tổ hợp chập 1 của 2. Còn đối với số tổ hợp chập 2 của 3, ta phải tính số tổ hợp chập 1 của 2 rồi cộng với số tổ hợp chập 2 của 2. Thì chúng ta nhận thấy trong cái sơ đồ này, cái bài toán con tính số tổ hợp chập 1 của 2 là được thực hiện 2 lần, được gọi thực hiện 2 lần. Một lần là để phục vụ cho việc tính số tổ hợp chập 1 của 3, và một lần nữa là để phục vụ cho việc tính số tổ hợp chập 2 của 3. Như vậy ta thấy mặc dù ta tính một cái số tổ hợp chập 2 của 4 là k bằng 2 n bằng 4, tức là cái kích thước nó nhỏ, nhưng mà cái bài toán con tính số tổ hợp chập 1 của 2 này đã phải giải 2 lần. Đó chính là cái nguyên nhân làm cho thời gian thực hiện cái chương trình nó tăng lên, nó trở thành hàm mũ. Để khắc phục vấn đề đó, chúng ta có thể áp dụng kỹ thuật quy hoạch đồng như sau. Chúng ta sẽ xây dựng một cái bảng C gồm n cộng một dòng từ dòng 0 đến dòng n và n cộng một cột từ cột 0 đến cột n. Trong lập trình thì C này sẽ là một cái mạng hai chiều, n cộng một dòng và n cộng một cột. Theo đó thì mỗi một cái ô CIR sẽ lưu trữ giá trị của số tổ hợp chập R của Y. Và cái nguyên tắc để tính các cái CIR là như sau. Cái nguyên tắc này, quy tắc này ta gọi là quy tắc của tam giác, xây dựng cái tam giác Pascal mà chúng ta đã biết ở cái thời phổ thông. Theo đó thì C00 bằng 1. C00 tức là lưu trữ cái số tổ hợp chập 0 của 0. Theo quy ước thì nó bằng 1. CI0 bằng 1, tức là số tổ hợp chập 0 của 1 của Y bằng 1. CII
bằng 1. Số tổ hợp chập y của y bằng 1 với y lớn 0 và nhỏ thuộc bằng n. Thế còn nếu mà với những cái y ri khác trên á, thì c y ri, tức là số tổ hợp chập ri của y, sẽ bằng c y trừ 1 ri trừ 1 cộng với c y trừ 1 ri. Nghĩa là số tổ hợp chập ri của y sẽ bằng số tổ hợp chập ri trừ 1 của y trừ 1 cộng với tổ hợp chập ri của y trừ 1 với tất cả những ri lớn hơn 0, nhỏ thua y và nhỏ thuộc bằng n. Bản thân cái số tổ hợp chập k của n nó cũng là đã được lưu trữ ở trong cái bảng này, cụ thể nó chính là cái ô CNK. CNK đã lưu trữ cái giá trị của tổ hợp chập k của n. Cho nên nếu ta xây dựng được cái bảng C này rồi á, thì chúng ta chỉ cần lấy ra cái giá trị ở trong cái ô dòng n cột k, đó chính là cái số tổ hợp chập k của n mà chúng ta cần tìm. Chương trình theo quy hoạch động để mà tính số tổ hợp chập k của n thì nó cũng rất đơn giản thôi. Tên hàm chúng ta vẫn là combination, vẫn nhận vào n và k là những số nguyên và trả về một số nguyên là số tổ hợp chập k của n. Chúng ta khai báo một cái mảng C gồm n cộng một dòng, n cộng một cột là những số nguyên. Và chúng ta sẽ thực hiện chương trình. Tôi sẽ minh họa bên này luôn để chúng ta thấy. C00 bằng 1. Đây là cái bảng C để mà tính số tổ hợp chập 2 của 4. N bằng 4 thì chúng ta có 5 dòng, từ dòng 0 đến dòng 4. Và chúng ta cũng có 5 cột, từ cột 0 đến cột 4. Cái lệnh đầu tiên là gán C00 bằng 1, có nghĩa là cái ô này, dòng 0, cột 0 bằng 1. Sau đó chúng ta sẽ cho y chạy từ 1 cho tới n. Để mà điền giá trị, gán giá trị cho các cái dòng y từ dòng 1 đến dòng n. Với mỗi giá trị của y, ta sẽ có với y bằng 1 nè, với y bằng 1 nha, với y bằng 1. Đây, thì C10 bằng 1, C11 bằng 1 luôn. Vâng, ri sẽ chạy từ 1 cho tới y trừ 1. Điều kiện chúng ta là ri nhỏ thôi, nên ri sẽ chạy từ 1 tới y trừ 1. Mà y chúng ta đang bằng 1, cho nên y trừ 1 bằng 0. Ri chạy từ 1 cho tới 0. Hay nói cách khác là khi ri bằng 1 và y bằng 1 thì điều kiện ri nhỏ thua y là nó không đúng. Do đó vòng lặp này trong trường hợp y bằng 1 là không thực hiện. Chúng ta tăng y lên một đơn vị, y bằng 2. Quay lại đây chúng ta sẽ có C20 bằng 1, C22 bằng 1. Vòng lặp ri bằng 1 và điều kiện ri nhỏ thua y, ri ở đây là bằng 1 và y bằng 2, thì vòng lặp này thực hiện đúng một lần ứng với giá trị ri bằng 1. Với ri bằng 1 chúng ta sẽ có C21. C21 là cái ô này, sẽ bằng C10 cộng với C11. C10 là bằng 1, C11 cũng bằng 1 luôn. Như vậy lại là 1 cộng 1 sẽ là 2. Kết thúc vòng lặp ri chạy này. Bây giờ tăng y một đơn vị, y bằng 3. Y bằng 3 chúng ta lại có C30 bằng 1, C33 bằng 1. Ri sẽ chạy từ 1 tới 2. Ri sẽ chạy từ 1 tới 2. Với ri bằng 1 chúng ta sẽ có C31. C31 sẽ bằng C20 cộng C21. C20 là 1, C21 là 2, 1 cộng 2 bằng 3. Với ri bằng 2, chúng ta sẽ có C32, C32 bằng C21 cộng C22. C21 là 2, C22 là 1, 2 cộng 1 cũng bằng 3.
vòng lặp ri này kết thúc, tăng y một đơn vị y bằng 4. Với y bằng 4 chúng ta lại có C40 bằng 1. C44 bằng 1. Và ri sẽ chạy từ 1 tới 3. Với ri bằng 1 ta có C41 sẽ bằng C30 cộng C31. C30 là 1, C31 là 3, như vậy là đây là 4. Với ri bằng 2, C42 sẽ bằng C31 cộng C32. C31 là 3, C32 cũng là 3. 3 cộng 3 bằng 6. Với ri bằng 3 thì C43 sẽ bằng C32 cộng C33. C32 là 3 và C33 là 1, 3 cộng 1 bằng 4. Kết thúc vòng lặp ri chạy cũng là kết thúc vòng lặp y, y chạy, bởi vì y đã chạy tới 4, đã chạy tới n rồi. Thì chúng ta sẽ trả về kết quả là CNK, N chúng ta là 4, K bằng 2, trả về kết quả nằm ở trong cái ô C42, tức là số 6 này. 6 này chính là giá trị của cái hàm tổ hợp, tính tổ hợp chụp 2 của 4. Ta thấy chương trình nó cũng đơn giản đúng không ạ? Cũng dễ thôi, dễ hiểu thôi. Bây giờ đánh giá về thuật toán quy hoạch đồng này, chúng ta thấy thực chất của thuật toán quy hoạch đồng để giải cái bài toán tính số tổ hợp chụp K của N đó là gán trị cho 1/2 cái mảng hai chiều. Cái mảng này là có N cộng 1 dòng, N cộng 1 cột, tức là tổng cộng nó sẽ có N cộng 1 tất cả bình phương ô. Mà chúng ta chỉ gán có 1/2 cái mảng thôi, như vậy là gán khoảng N cộng 1 tất cả bình phương trên 2 ô. Mà mỗi lần gán thì tốn một cái thời gian thực hiện là O1, cho nên độ phức tạp để mà gán trị này nó là ON bình phương. Độ phức tạp của cái thuật toán quy hoạch đồng nó chính là ON bình phương. Qua đây chúng ta sẽ thấy rằng khi so sánh độ phức tạp của hai cái thuật toán quy hoạch đồng là hai mũ N, thuật toán quy hoạch đồng là N bình phương, thuật toán đề quy là hai mũ N, thì chúng ta thấy rằng cái thuật toán quy hoạch đồng nó hiệu quả hơn rất nhiều so với thuật toán đề quy. Lý do là N bình phương nhỏ hơn 2 mũ N rất nhiều, đặc biệt là khi N càng tăng lên càng lớn. Chẳng hạn như với N bằng 10 thì N bình phương là 100. Nghĩa là chúng ta gán trong một cái bảng khoảng 100 ô thôi. Trong khi đó 2 mũ N nó phải là 1024. Nếu ta tăng N lên một đơn vị, tức là N bằng 11, thì N bình phương là 121. Trong khi đó 2 mũ N, 2 mũ 11 sẽ là 2048. Qua đó chúng ta thấy rằng cái thuật toán quy hoạch đồng áp dụng vào giải cái bài toán tính số tổ hợp chụp K của N nó hiệu quả hơn rất nhiều so với thuật toán đề quy. Tôi xin trình bày sang một cái ví dụ khác. Bài toán cải ba lô. Thì tôi xin nhắc lại cái bài toán cải ba lô là cho một cái ba lô có thể đựng một cái trọng lượng với kép và N loại đồ vật, mỗi đồ vật y thì có một trọng lượng gi và có một giá trị vi. Tất cả các loại đồ vật này đều có số lượng không hạn chế. Như vậy đây là cái bài toán ba lô 1. Bây giờ tìm một cái phương án để lựa chọn các cái loại đồ vật đưa vào trong ba lô sao cho tổng trọng lượng thì không vượt quá với kép và tổng giá trị là lớn nhất. Bài toán này chúng ta hết sức quen thuộc vì chúng ta đã giải nó thông qua kỹ thuật tham ăn rồi kỹ thuật nhánh cận. Bây giờ bài toán cải ba lô cũng có thể giải nó bằng kỹ thuật quy hoạch đồng với điều kiện là trọng lượng của ba lô và trọng lượng các cái đồ vật phải là những số nguyên. Còn nếu số thực thì chúng ta không giải được. Đối với bài toán cải ba lô này
Và cũng nói chung là đối với các cái bài toán tối ưu tổ hợp đó, thì muốn mà giải nó bằng kỹ thuật quy hoạch đồng thì chúng ta phải xây dựng cho được công thức tri hồi. Nếu chúng ta không tìm ra công thức tri hồi thì chúng ta không thể nào áp dụng kỹ thuật quy hoạch đồng được. Bây giờ tôi gọi XKV là số lượng đồ vật K được chọn. XKV là số lượng đồ vật loại K được chọn. FKV là tổng giá trị của K đồ vật đã được chọn. Và V là trọng lượng còn lại của ba lô. Với K bằng 1 tới N, V thì đi từ 0 cho tới VKF. Trước hết chúng ta chú ý đến cái FKV. FKV là gì? FKV là lưu trữ cái tổng giá trị của K đồ vật đã được chọn ứng với trọng lượng còn lại của ba lô là V. Mà trong đó đó, V thì có giá trị từ 0 tới VKF, mà K thì có giá trị từ 1 tới N. Như vậy khi K bằng N là giá trị lớn nhất của K, rồi V bằng VKF tức là giá trị lớn nhất của V, thì chúng ta sẽ có cái FNVKF. FNVKF nó sẽ là gì? FNVKF theo đây nó sẽ là tổng của N loại đồ vật đã được chọn ứng với trọng lượng của ba lô là VKF. Như vậy là trọng lượng VKF này chính là trọng lượng ban đầu, trọng tải của ba lô. Và cái hàm đó chính là bằng giá trị của hàm mục tiêu. Bằng giá trị của hàm mục tiêu. Và cái bài toán này, hàm mục tiêu này chính là tổng giá trị. Bài toán yêu cầu là tổng giá trị nó phải lớn nhất. Cho nên là cái hàm mục tiêu, chúng ta phải tìm cái phương án X sao cho cái giá trị hàm mục tiêu là lớn nhất. Có nghĩa là chúng ta phải tìm làm sao để cho cái FNV kẹp này là lớn nhất. FNV kẹp này là lớn nhất. Và như vậy muốn cho FNV kẹp lớn nhất thì chúng ta sẽ phải xác định như thế nào để cho mọi cái FKV này cũng là lớn nhất. Mọi cái FKV cũng là lớn nhất. Với mọi K từ 1 tới N và với mọi V từ 0 tới V kẹp. Chúng ta sẽ xây dựng cái công thức tri hồi như sau. Trong trường hợp đơn giản nhất, tức là khi chỉ có một loại đồ vật, thì chúng ta sẽ tính được ngay cái X1V và F1V như sau. X1V sẽ bằng V mà chia cho R1 lấy phần nguyên. V là trọng lượng còn lại của ba lô, R1 là trọng lượng của loại đồ vật thứ nhất. Như vậy thì đã X1V là cái số lượng đồ vật loại 1 mà chúng ta lấy một cách tối đa ứng với trọng lượng còn lại của ba lô là V. Số lượng lớn nhất đồ vật loại 1 có thể chọn trong trường hợp trọng lượng còn lại của ba lô là V, đó chính là V mà chia cho R1 lấy phần nguyên. Đây là số tối đa. Ta chọn là chọn tối đa này. Khi X1V đã được xác định thì F1V sẽ bằng X1V. Sẽ bằng X1V. Sẽ bằng X1V. F1V sẽ bằng X1V nhân với V1, tức là F1V sẽ bằng số lượng đồ vật loại 1 được chọn mà nhân với giá trị của đồ vật loại 1. Mà cái số lượng đồ vật loại 1 này chúng ta đã chọn một cách tối đa rồi, lớn nhất rồi. Thì cái F1V này cũng là lớn nhất. Tuy nhiên bài toán chúng ta thì không phải chỉ có một loại đồ vật mà chúng ta có tới N loại đồ vật. Cho nên chúng ta sẽ tri hồi như thế nào đây? Giả sử chúng ta đã tính được FK-1U. FK-1U tức là chúng ta đã xác định được tổng giá trị của K-1 loại đồ vật
từ đồ vật thứ nhất đến đồ vật thứ k trừ một đã tròn rồi, ứng với trọng lượng còn lại của ba lô là u. Và bây giờ nếu chúng ta có thêm một đồ vật thứ k, giả sử ta có thêm một đồ vật thứ k, thì chúng ta sẽ tính được fkv như sau. Nếu chúng ta chọn xk đồ vật loại k, nếu chúng ta chọn xk đồ vật loại k thì trọng lượng còn lại của ba lô dành cho k trừ một đồ vật trước đó sẽ là u. U bằng trọng lượng còn lại của ba lô là v trước khi chọn xk đồ vật loại k trừ đi trọng lượng của xk đồ vật loại k. Trọng lượng của xk đồ vật loại k chính là bằng xk nhân với vk. Như vậy là trước khi chọn xk đồ vật loại k thì trọng lượng còn lại của ba lô là v. Sau khi chọn xk đồ vật loại k thì trọng lượng còn lại của ba lô là u. Và cái trọng lượng còn lại của ba lô là u này dùng để chọn k trừ một loại đồ vật từ đồ vật thứ nhất đến đồ vật thứ k trừ một. Và khi đó tổng giá trị của k đồ vật được chọn sẽ là fkv. Fkv này sẽ bằng fk trừ một u, tức là sẽ bằng tổng giá trị của k trừ một loại đồ vật được chọn trước đó cộng với giá trị của xk đồ vật loại k. Giá trị của xk đồ vật loại k là bằng xk nhân với vk. Vk là giá trị của đồ vật loại k. Với tất cả những xk có thể thay đổi từ 0 cho đến cái giá trị lớn nhất của xk, đó là yk. Yk bằng v mà chia cho rk lại phần nguyên. Trong tất cả những cái giá trị xk từ 0 cho đến yk này, chúng ta sẽ tìm ra một xk sao cho fkv này là lớn nhất. Như vậy là chúng ta sẽ tìm cái giá trị lớn nhất của fkv khi xk thay đổi có thể từ 0 cho đến yk. Như vậy tổng kết lại thì chúng ta có công thức tri hồi như sau. X1v sẽ bằng v chia cho r1. F1v sẽ bằng x1v nhân với v1. Fkv sẽ bằng maximum của những cái fk trừ 1 v trừ xk nhân với rk cộng với xk nhân với vk, với tất cả là những cái xk mà chạy từ 0 như tới yk, tức là những tới y v trên rk. V trên rk. À, cho xk chạy từ 0 cho tới v trên rk thì chúng ta sẽ được một dãy các cái giá trị, và chúng ta sẽ tìm cái giá trị lớn nhất trong dãy các giá trị đó. Sau khi chúng ta đã xác định được cái giá trị lớn nhất của fkv rồi thì cái xk làm cho fkv này lớn nhất sẽ được chọn làm xkv. Fkv và xkv thì chúng ta thấy rằng k thì chạy từ 1 tới n và v thì chạy từ 0 tới v kép. Cho nên xkv và fkv nó là những cái phần tử ở trong hai cái mạng, đó là mạng x và mạng f. Mỗi một cái mạng như thế này nó sẽ bao gồm n dòng, từ dòng 1 đến dòng n, và v kép cộng một cột từ cột 0 đến cột v kép. Như vậy để dễ hình dung thì chúng ta sẽ vẽ hai cái bảng này làm một, tức là chúng ta vẽ một cái bảng có n dòng từ dòng 1 đến dòng n và v kép cộng một cột từ cột 0 đến cột v kép. Tuy nhiên trong mỗi cột như thế thì chúng ta lại tách ra làm, chia ra làm hai cột nhỏ. Cái cột bên trái sẽ lưu fkv, tức là cột bên trái dành cho cái bảng f, và cột bên phải thì dành cho bảng x. Trong lập trình chúng ta sẽ tổ chức hai cái bảng này tách rời nhau.
Bây giờ tôi xin đưa ra một cái ví dụ cụ thể. Ví dụ ta giải cái bài toán ba lô với trọng lượng với kẹp bằng 9 và 5 loại đồ vật được cho trong cái bảng sau. Các đồ vật này được đánh số thứ tự là từ 1 đến 5. Với một đồ vật như thế thì nó có trọng lượng và có giá trị. Trọng lượng và giá trị. Trọng lượng ta ký hiệu là R, giá trị ta ký hiệu là V. Bây giờ tôi xin nói về việc thành lập hai cái bảng, bảng X và bảng F. Đây là cái số liệu của 5 cái loại đồ vật, từ 1 đến 5. Mỗi đồ vật như vậy có trọng lượng và có giá trị. Việc đây là hai cái bảng. Do chúng ta có 5 loại đồ vật cho nên cái bảng chúng ta đó thì có 5 dòng, từ dòng 1 đến dòng 5. Và trọng lượng của ba lô bằng 9, do đó chúng ta có 10 cái cột, từ cột 0 tới cột 9. Từ cột 0 tới cột 9. Mỗi một cái cột như vậy ta chia làm 2, chia làm 2. Cột bên trái sẽ lưu trữ FKV và cột bên phải thì lưu trữ XKV. Ở đây tôi thể hiện bằng màu á, thì những cái số màu đỏ tức là lưu trữ F KV và những cái số màu đen nó lưu trữ XKV. Cái bảng này sẽ được xây dựng từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. Theo đó thì cái dòng đầu tiên của bảng sẽ sử dụng cái công thức, cái dòng đầu tiên của công thức quy hồi. Dòng đầu tiên của bảng sẽ sử dụng cái dòng đầu tiên của công thức quy hồi mà chúng ta xây dựng lúc nãy. Đồng thời chúng ta sẽ tính x trước rồi tính f sau. Tính x trước rồi tính f sau. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ để chúng ta dễ hình dung. Bây giờ chẳng hạn tôi cần tính là x17. X17. Dòng đầu tiên. Dòng 1 cột 7. X17 có nghĩa là K bằng 1, V bằng 7. XKV mà. X1V mà. X1V. V bằng 7. Sẽ được theo công thức. Đây. Thì sẽ bằng V mà chia cho R1 lấy phần nguyên. V chúng ta là 7. R1 bằng 3. Như vậy là bằng 7 chia 3. Bằng 2. 7 chia 3 bằng 2. Lý giải tại sao x17 này có giá trị bằng 2. 7 chia 3 bằng 2. Sau khi tính được x rồi, chúng ta sẽ tính được f. F17. Sẽ bằng x17, tức là bằng 2, mà nhân với V1 bằng 4. Nhân 4, 2 nhân 4 bằng 8. Như vậy là x17 bằng 8. Đây. X17 bằng 8. Đấy, cứ như thế mà chúng ta tính được cho tất cả các cái ô ở trong cái dòng thứ nhất này, có nghĩa là tương ứng với các cái giá trị V từ 0 cho tới 9. V từ 0 tới 9. Đối với các dòng sau thì chúng ta dựa vào dòng trước và ta dựa vào công thức này để ta tính. Và ta sẽ xác định cái FKV trước rồi mới xác định XKV. Bây giờ ví dụ tôi cần tính cái F27 đi. F27 tức là K bằng 2 và V bằng 7. V bằng 7, chúng ta thấy F27 đã bằng 9 này. Tại sao là F27 là bằng số 9? Đó. Thế thì trước hết chúng ta cần tính xác định là X, chúng ta phải lấy cái công thức này. Tính giá trị lớn nhất của các cái
của các cái biện thức này. Nhưng mà ứng với xk này chạy từ 0 cho tới v mà chia rê k, có nghĩa là trong trường hợp này v chúng ta bằng 7, rê k tức là rê 2 bằng 4. Thế thì xk tức là x2 đó, x2 nó sẽ chạy từ đâu tới đâu? X2 sẽ chạy từ 0 mà cho tới v là 7 chia cho r2 là 4, 7 chia 4 bằng 1, có nghĩa là x2 sẽ có hai giá trị bằng 0 và bằng 1. Tương ứng với cái f 27 này sẽ lấy giá trị lớn nhất của hai số. Của hai số. Hai số đó là gì? Theo công thức, hai số thứ nhất đó là fk trừ 1, đó là fk trừ 1, k chúng ta bằng 2, cho nên fk trừ 1 là bằng 1. Fk trừ 1 bằng 1 nha. Rồi, v, v là 7 trừ xk nhân với rk. Đây là xk đang bằng 0, do đó là fk trừ 1 v thôi. Fk trừ 1 v đó chính là f17. Cộng với xk nhân với vk, xk bằng 0, do đó là cộng 0. Chúng ta không cộng nữa, đó là cái thành phần thứ nhất. Thành phần thứ hai thì tương ứng với x2 bằng 1. X2 bằng 1 chúng ta sẽ có fk trừ 1, tức là f1, k bằng 2 mà. K trừ 1 sẽ là bằng f1. V, v chúng ta là 7, mà trừ đi xk là 1, nhân với vk, 7 trừ 1 nhân 4. Như vậy là F13. 7 trừ 1 nhân 4 bằng 3. Cộng với XK, XK là 1 nhân với VK. VK chúng ta tức là V2 bằng 5. 1 nhân 5 bằng 5. Đó, chúng ta lấy giá trị lớn nhất của trong hai giá trị này. Do X2 chúng ta chỉ có hai giá trị là 0 và 1 thôi. Nếu mà có nhiều hơn nữa thì chúng ta phải lấy giá trị lớn nhất trong nhiều phần tử hơn nữa. Xk có bao nhiêu giá trị thì chúng ta phải tìm giá trị lớn nhất trong bấy nhiêu giá trị, trong bấy nhiêu cái phần tử. Bây giờ ta tra bảng, ta ở dòng trên F17, F17 lúc này ta chính là bằng 8. Đúng không ạ? Bằng 8. Rồi, F13 cộng 5, F13, F13 là bằng 4. F13 là bằng 4. Dòng 1 cột 3 là F13. F13 bằng 4 cộng với 5 là bằng 9. Như vậy cái này là bằng 9. Lấy giá trị lớn nhất trong hai giá trị 8 và 9 thì nó là bằng 9. Bằng 9. 9 này chính là F27. Đây F27 bằng 9 đây. Và cái F27 này đạt được giá trị lớn nhất bằng 9 tương ứng với X2 bằng 1. Tương ứng với X2 bằng 1. Do đó X27 bằng 1. Do đó X27 bằng 1. Đấy, đó là cách để chúng ta xây dựng cái bảng này. Ta gọi là tạo bảng. Tạo bảng sử dụng công thức này. Nhắc lại, sử dụng công thức đề quy, công thức truy hồi mà chúng ta đã xây dựng được. Và sử dụng cái vế thứ nhất của công thức này để xác định cái hàng trên, hàng 1 của bảng. Và x tính trước, rồi f tính sau. Đối với các hàng sau thì chúng ta sử dụng cái vế thứ hai của công thức. Và ta tính cho f trước, rồi mới xác định x. Thì đó là chúng ta tạo bảng. Bây giờ làm thế nào để tra bảng xác định phương án? Tra bảng để xác định phương án. Lúc này chúng ta tạo bảng đó thì chúng ta xây dựng cái bảng thì ta xây dựng từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Còn bây giờ tra bảng chúng ta làm ngược lại, đó là ta tra từ dưới lên trên và từ phải qua trái. Bây giờ ứng với từ dưới lên trên, ứng với cái dòng cuối cùng đó là dòng 5, tức là với k bằng 5 thì ta có cái cột cuối cùng đó là x59. X59 ta thấy là x59 bằng 0,
Có nghĩa là giá phương án, trong phương án thì x5 nó sẽ là bằng 0. À, x5 bằng 0. Rồi trọng lượng của ba lô V vẫn là bằng 9. Giảm một đơn vị K bằng 4, chúng ta thấy x49 bằng 3. À, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ chọn ba đồ vật loại 4. À, x49 bằng 3. Có nghĩa là x4 sẽ bằng 3. À, sau khi chúng ta đã chọn ba đồ vật loại 4 rồi thì trọng lượng còn lại của ba lô sẽ là bằng V sẽ bằng 9, chính là trọng lượng ban đầu của ba lô, trừ đi ba đồ vật loại 4, mỗi đồ vật loại 4 có trọng lượng bằng 2. À, như vậy là V bằng 3 thì tới cái cột này. À, cột V lúc nãy là nó ở đây. V bằng 9, trọng lượng ban đầu ba lô. Bây giờ sau khi đã chọn ba đồ vật loại 4 thì trọng lượng còn lại của ba lô sẽ là 9 trừ đi 3 nhân 2, còn lại 3. Tiếp tục, với K bằng 3, giảm K một đơn vị, K bằng 3, thì x33 bằng 0. X33 bằng 0. À, cho nên là chúng ta không chọn cái đồ vật loại loại 3. Giảm K một đơn vị, K bằng 2, x23 cũng bằng 0. Do đó không chọn đồ vật loại loại 2. Giảm K một đơn vị, K bằng 1, x13 bằng 1, x13 bằng 1. Cho nên chúng ta sẽ chọn một đồ vật loại 1, một đồ vật loại 1. Và trọng lượng còn lại của ba lô sẽ là V, V là 3, trừ đi 1 nhân 3. 1 là một đồ vật loại 1, 3 là trọng lượng của đồ vật loại 1. Như vậy là 3 trừ 3 bằng 0, có nghĩa là trọng lượng của ba lô bằng 0, tức là đã hết khả năng có thể chứa đồ vật vào trong cái ba lô. Và chúng ta cũng đã xác định được các cái giá trị của phương án rồi, đó là x5 thì bằng 0, x4 thì bằng bằng 3, rồi x3 bằng 0, x2 cũng bằng 0, và x1 thì bằng 1. Tổng trọng lượng đó là 3 nhân 2 cộng 1 nhân 3 bằng 9. Và tổng giá trị nó sẽ là 3 nhân 3 cộng 1 nhân 4 bằng 13. Thưa các bạn, thì phần trình bày lý thuyết của tôi đến đây là kết thúc. Và cái phần lập trình để giải cái bài toán cái ba lô mà bằng phương pháp quy hoạch đồng này đó, thì tôi sẽ trình bày ở trong một cái clip khác. Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.